Thưa quý vị, còn bây giờ Thanh Tùng mời quý vị cùng gặp gỡ Hoa hậu Cathy Phạm, là Hoa hậu Phu nhân Asia 2014-2015. Thanh Tùng gửi lời chào đến Hoa hậu Phu nhân Cathy Phạm. Dạ, kính chào quý khán giả và anh Thanh Tùng. Cathy, có một cái cảm nghĩ như thế nào khi gặp gỡ tiếp xúc với Hoa hậu Bích Liên? Đúng ra thì trước đây rất là lâu, Cathy dự thi trên LA, Cathy biết được Hoa hậu Bích Liên và Cathy học hỏi nơi nhiều cô Hoa hậu Bích Liên cũng như Hoa hậu đi trước để thành công ngày hôm nay và cũng như với sản phẩm của cô Bích Liên. Cùng là Hoa hậu với nhau, đánh giá về cái vẻ đẹp, về nhan sắc của Hoa hậu Bích Liên thì Hoa hậu Cathy đánh giá như thế nào? Thì Cathy không là một giám khảo, nhưng mà Cathy rất là ngưỡng mộ cô ấy trên cái làn da cũng như là trên cái tư cách. Và Cathy học hỏi nơi nhiều, nơi cô Bích Liên, cái tư cách đó để Cathy có sự thành công cái Asia ngày hôm nay, Hoa hậu Asia ngày hôm nay. Hoa hậu Cathy Phạm có bao giờ sử dụng các sản phẩm dưỡng da của Hoa hậu Bích Liên chưa? Đúng ra thì những thời gian gần đây, trong khoảng một năm, thì Cathy có sử dụng sản phẩm của chị Bích Liên, kem dưỡng da cũng như là kem chống nắng, và để Cathy có cái làn da như ngày hôm nay. Có thấy hiệu quả gì, giúp ích được gì cho vẻ đẹp, cho nhan sắc, cho làn da riêng của Hoa hậu Cathy Phạm không? Dạ, không biết sao mà bây giờ thấy mình chưa có già thêm tuổi. Thế vẫn còn giữ được cái vẻ trẻ trung và tươi mát như thế này là mừng lắm rồi đúng không? Nhân dịp Hoa hậu Bích Liên khai trương chi nhánh mới của dòng sản phẩm BL Miracle tại khu Phước Lộc Thọ, Hoa hậu Cathy Phạm có lời nhắn nhủ gì, có lời chúc mừng gì không? Thì trong cái sản phẩm mới này, trước hết là Cathy sẽ dùng trong cái sản phẩm này trong tháng này. Và Cathy rất là cầu mong với nhiệt tình và những gì Cathy đã thử nghiệm qua, cái mong rằng đem đến một cái niềm vui, một cái vẻ đẹp tươi mát giữ lâu dài cho làn da của các anh chị phụ nữ. Xin cảm ơn Hoa hậu Cathy. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.